Liên quan vụ sạt lở đất đá vùi lấp nhiều ô tô con ở khu vực Hồ Ban Tiện thuộc thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn vừa tiến hành kiểm tra thực địa, làm việc với chính quyền địa phương để đánh giá nguyên nhân và hiện trạng tại khu vực hiện trường vụ sạt lở. Qua kiểm tra tại hiện trường khu vực sạt lở có một tuyến đường bê tông dài khoảng 600m, rộng 6m và có độ dốc rất lớn, chạy từ đỉnh núi tiếp giáp đường phòng chữa cháy. Tại thời điểm kiểm tra vẫn có hiện tượng khá nhiều nước chảy từ trên đỉnh núi theo mặt đường bê tông xuống chân dốc, kéo theo nhiều đất đá. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn cảnh báo trong thời gian tới, nếu vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài, đặc biệt là khi lượng mưa trên 100mm, tuyến đường như vậy sẽ tiếp tục tập trung nước chảy, cùng với độ dốc cao dòng chảy sẽ uy hiếp trực tiếp đến an toàn về tính mạng tài sản của người dân trong khu vực, nhất là khu dân cư tại đội 5, xóm Ban Tiện. Đoàn kiểm tra cũng phát hiện hai bên rãnh thoát nước của con đường phòng cháy chữa cháy tại khu vực chứa nhiều bùn rác, do lâu ngày không được dọn dẹp, nạo vét, khiến nước chảy tràn sang bên đường. Đại diện đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho rằng, nếu con đường phòng cháy chữa cháy này không được nạo vét thường xuyên, thì khi mưa lớn, nước không thoát đi mà chảy tràn sang hai bên đường, đổ xuống ta luy phía dưới gây lũ, sạt lở. Cùng với đó, còn có nguyên nhân khác là do các ô tô đổ dọc hai bên lề đường đã vô tình cản dòng nước, khiến bùn đất và rác bị ứ động không tiêu thoát được. Sau thời gian ngắn mưa to, bùn đất đã vô tình vùi lấp các ô tô trên.